tất cả đều có nhân quả của nó đừng hỏi tại sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường nhìn thấy nhiều hoàn cảnh nhiều số phận nhiều mảnh đời bất hạnh đáng thương tâm chúng ta cảm thấy thương cảm xót xa ôi thì làm người trái tim ai lại không biết rung động trừ những người vô tâm có khi kẻ cướp của giết người họ cũng biết yêu thương huống gì một con người bình thường có nhận thức có suy nghĩ như chúng ta nghiệp sát là nghiệp nặng nhất trong tất cả các nghiệp và sẽ cho ra quả báo đau khổ kinh hoàng nhất trong cõi nhân sinh này vì vậy được Đức Phật xếp vào giới đầu tiên trong năm giới. Một con người có tâm thiện là một con người không nở làm tổn hại đến bất cứ một chúng sanh nào dù nhỏ hay lớn, chỉ trừ vô ý, hoặc với những điều kiện khách quan nào đó, vì mưu sinh cuộc sống, vì hoàn cảnh khó khăn mà họ cũng không đành lòng buôn bán chúng sanh, hay giết thịt để ăn trong lúc đói. Ngược lại, có những con người vì lòng tham, muốn làm giàu mà đan tâm giết hại chúng sanh hoặc buôn bán thịt sống thịt chín làm nghề sinh sống. Có những người vì những thú vui, sở thích mà đi câu cá, bắn chim, bẫy thú để giải trí. Có những người vì sự tham ăn vô độ thỏa mãn sự thèm khát, mà bất cứ con vật gì cũng lột ra xẻ thịt, quay nướng, chiên xào, để ăn nhậu. Có những người, vì những truyền thống mê tín tà kiến mà lấy chúng sanh ra để chém giết tế lễ quỷ thần. Đức Phật dạy, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, chớ giết chớ bảo giết, một chúng sanh khi bị giết nó cũng đau đớn, khóc than, quằn quại. Một con vật cũng muốn yêu thương, muốn hạnh phúc, muốn chạy nhảy, muốn chăm sóc như một con người. Có một số tôn giáo chủ trương vật dưỡng nhân, nên không ngần ngại việc giết hại chúng sanh, có những người vì si mê tà kiến mà không thể nhận thức được nhân quả, có những người vì không nhận thức được đạo lý là gì, nên cứ nghĩ rằng cuộc sống này là để được ăn sung mặc sướng, nên họ chỉ cứ biết thỏa mãn với cái ăn. Nhưng tất cả dù bạn là ai, theo tôn giáo nào, tư tưởng nào, ý thức hệ nào thì nhân quả vẫn công bằng chi phối. Vì nhân quả không thuộc phạm vi của đạo Phật, mà nhân quả là yếu tố tự nhiên trong cuộc sống. Lấy tâm niệm ác độc, lấy sự đau khổ của chúng sanh khác làm niềm vui, sở thích, lấy lòng tham lam vô độ mà tàn sát giết hại, bẫy bắt, chúng sanh khác hoặc buôn bán để làm giàu cho chính mình, để thỏa mãn cho sự thèm khát ăn uống của chính mình. Thì đừng hỏi tại sao kiếp sau hoặc ngay kiếp này chúng ta thường thấy những cảnh tượng sau đây. Vừa được làm người thì bị tai ương chết yểu, vừa sanh ra thì bị bỏ rơi bị chó tha, kiến cắn. Bị mồ côi, côi cút, người thân chia lìa. Chết bị xe tông, cán nát thân thể, bị đạn bắn phanh thây, chết cháy, chết vì điện giật, chết bị chém giết, chết vì hỏa hoạn, nước trôi. Nói tóm lại những cái chết đau khổ nhất là do giết hại chúng sanh mà ra. Nếu được sống thì cũng bệnh hoạn ốm đau triền miên, phải cắt mổ, cấy ghép lục phủ ngũ tạng, bệnh hoạn liệt giường liệt chiếu, chết cũng không được mà sống cũng không xong, đau đớn hành hạ mà chính thân tâm những người bệnh, đã trải nghiệm thân xác đêm ngày, tâm trí hoảng loạn đau khổ biết giường nào, tất cả những ai mà thân thể không lành lặn, không bình thường, thiếu thốn tứ chi, cũng đều do nghiệp sát mà ra. Cho nên hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy hoặc trải nghiệm được cái kết quả của mình đang bị đau khổ đọa đầy thân xác, chúng ta có thể thương xót, cảm thương. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái nhân quá khứ họ tàn nhẫn ngác độc, hành hạ, tra tấn mổ xẻ, lột da, đập đầu, cắt cổ, săn bắn, bẫy bắt, mòi gan móc ruột chúng sanh khác, thì chúng ta có thể thương họ hay không? Lúc đó tâm họ có biết thương yêu, có biết động lòng với các chúng sanh mà họ đang ra tay giết hại hay không? Thôi thì cứ để cho tất cả chúng sanh thấy khổ mới mong cầu thoát khổ. Tâm ký, tránh kiến.